Cô xin chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Cô rất vui được gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày hôm nay để mang đến cho các bạn những kiến thức và ngữ văn mới. Như vậy, ở tiết học trước chúng ta vừa kết thúc chuyên đề nghị luận xã hội, đúng không các bạn? Các bạn đã được cô hướng dẫn về cách làm đoạn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý hay là cách làm đoạn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống. Cô cũng đã có một bài tập về nhà cho các bạn ở tiết học trước và đã được giáo viên bộ môn của bạn thu, chấm và sửa. Trước đó nữa, chúng ta đã đi tác phẩm đầu tiên trong chương trình ngữ văn 12, đó là tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay cô trò chúng ta bắt đầu bước vào tác phẩm thứ hai. Đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Có một điểm cô cần các em nắm. Đó là bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong 3 tiết. Có 2 tiết chúng ta sẽ đi toàn bộ phần tác giả và nội dung chính của tác phẩm. Ở tiết thứ 3 chúng ta sẽ cùng ôn tập củng cố và mở rộng những cái vấn đề xung quanh tác phẩm để các bạn có thêm nhiều kiến thức hơn khi viết nghị luận văn học. Toàn bộ 3 tiết của bài Tây Tiến này cô sẽ đồng hành cùng với các bạn. Và cô khẳng định với các bạn là việc ghi bài của các bạn ở nhà là vô cùng quan trọng. Bởi vì những tác phẩm này khi quay trở lại học, các cô sẽ không giảng lại nữa. Chúng ta sẽ phải đi theo tiến trình bài mới. Và những tác phẩm này rõ ràng như các bạn biết, nó nằm trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia. Cho nên các bạn ghi bài kỹ và cô rất mong các bạn có thể học thuộc những cái luận điểm chính của mỗi một bài để nhớ và trong ký ức của mình. Bởi vì bây giờ chúng ta không thể gặp nhau hàng ngày để truy bài. Đấy. Vì thế cho nên ý thức của các bạn là vô cùng quan trọng. Cô mong các bạn ngoài việc ghi bài, thực hiện bài tập, hãy cố gắng học thuộc lòng những điểm chính. Để từ đấy mà khi chúng ta quay trở lại học trực tiếp, chúng ta có thể đỡ và áp lực hơn. Nào, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiết đầu tiên, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Mời các em mở vở và mở sách giáo khoa ra. Ở tiết học trước, phần dặn dò cô có yêu cầu các em về nhà đọc phần tiểu dẫn. Ở trong phần tiểu dẫn sẽ có cung cấp nội dung về tác giả Quang Dũng, hoàn cảnh ra đời bài thơ. Và cô yêu cầu các em đọc toàn bài thơ. Nào, chúng ta đi phần 1 lớn, tìm hiểu chung. Phần tác giả. Phần tác giả, Quang Dũng, sinh năm 1921, mất năm 1988. Và phải khẳng định rằng Quang Dũng là một người đa tài. Ông vừa có thể làm thơ này các em, vừa viết văn này, vừa vẽ tranh và vừa làm nhạc. Nhưng mà trong cái sự đa tài đấy thì phải nói rằng là cái lĩnh vực mà ông thành công nhất là lĩnh vực sáng tác thơ. Lĩnh vực sáng tác thơ là lĩnh vực mà ông để lại những cái dấu ấn đặc biệt nhất và thành công nhất. Để nhận xét về hồn thơ của Quang Dũng thì đó là một hồn thơ phóng khoáng, đôn hậu, lãng mạn và tài hoa. Đặc biệt nhất là khi ông viết về người lính Tây Tiến và sứ đoài sơn Tây. Cái phần tác phẩm tiêu biểu của Quang Dũng trong sách giáo khoa có, cô kèm nhìn ngay vào sách giáo khoa và đọc. Cô không nhắc lại ở đây. Nào, cô dành ra 2 phút để các em đọc phần tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Quang Dũng trong sách giáo khoa. Rồi, vậy các em chú ý lại nào. Đây, toàn bộ những cái thông tin này là những thông tin cô đọc nhất về tác giả Quang Dũng. Để làm gì? Để các em có thể nắm chắc và viết mở bài. Thông tin cơ bản của tác giả đưa vào ngay trong phần mở bài dùm cô. Ở phần mở bài chúng ta phải nêu được tác giả này, bài tác phẩm đấy này, rồi hoàn cảnh ra đời tác phẩm đấy, sơ lược này. Rồi chúng ta sẽ nêu về cái gì? Nêu về vấn đề nghị luận. Là đề người ta ra yêu cầu chúng ta viết về đoạn nào, cảm nhận đoạn nào, phân tích đoạn nào. Thì chúng ta bắt đầu trích cái đoạn đó vào. Vậy thì cô không yêu cầu các bạn phải viết quá dài và rộng về tác giả. Hãy cô đọc. Chú ý cho cô này, Quang Dũng là người đa tài, vừa làm thơ, vừa viết văn, vừa vẽ tranh, vừa soạn nhạc. Hồn thơ của Quang Dũng thì phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Đấy,
Hai ý này đưa vào mở bài cho cô khi viết về tác giả. Rồi, về bài thơ. Về hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ. Tây Tiến thì được sáng tác năm 1948 tại làng Phù Lâu, Phù Lưu Chanh. Cái lúc này thì Quang Dũng không còn ở đoàn quân Tây Tiến nữa. Tức là khi mà đoàn quân Tây Tiến được thành lập năm 1947 thì Quang Dũng ở đoàn quân này. Nhưng đến năm 48 thì Quang Dũng đã chuyển sang một cái đơn vị mới ở Phù Lưu Chanh. Và khi ngồi ở Phù Lưu Chanh nhớ về những người đồng đội cũ, nhớ về khung cảnh cũ, thì Quang Dũng đã sáng tác nên bài thơ này. Và bài thơ này được đăng trong tập Mây Đầu Ô. Chú ý giùm cho cô nhé. Quang Dũng là một thành viên của đảng quân Tây Tiến. Rồi, về nhan đề bài thơ chúng ta cũng cần bàn kỹ một chút. Bài thơ ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, sau này thì đổi thành là Tây Tiến. Nỗi nhớ đã lặn xuống tầng sâu trong tâm hồn, chỉ để còn hiện hiển hiện một nỗi lòng hướng đến Tây Tiến, tạo nên một vẻ đẹp hàm xúc cho bài thơ. Tức là ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến ấy, sau in đổi lại thì chỉ còn Tây Tiến. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là cái nhan đề Tây Tiến thì nó sẽ đậm hơn về cái gì, về cái nỗi lòng của tác giả khi hướng đến Tây Tiến. Và nhìn cái nhan đề Tây Tiến thì chúng ta sẽ thấy sự hàm xúc và sự cô đọng hơn. Thơ là ý tại ngôn ngoại, lời ít mà ý nhiều. Vì thế cái nhan đề Tây Tiến cô thấy vẫn là phù hợp hơn cả. Rồi, nhan đề Tây Tiến gợi nhắc đến một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947. Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với quân đội Lào để bảo vệ vùng biên giới Việt-Lào và làm tiêu hao lực lượng Pháp ở Thượng Lào và miền Tây Bắc của bộ đội Việt Nam. Miền Tây Bắc bộ Việt Nam. Quang Dũng là đại đội trưởng. Lính Tây Tiến thì phần đông là thanh niên Hà Nội thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và đa phần là trí thức. Các em đi kỹ phần nhan đề bài thơ và cái đoàn quân Tây Tiến này giùm cho cô tí. Cô nhắc lại, bài thơ Tây Tiến ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, sau khi in mới đổi thành Tây Tiến. Và cái nhan đề Tây Tiến thì nó hàm xúc và nó cô đọng và lắng đọng hơn rất là nhiều. Và cô nhắc lại là đoàn quân Tây Tiến được thành lập năm bao nhiêu các em nhỉ? Được thành lập năm 1947. Nhiệm vụ của đoàn quân Tây Tiến là gì các em? Là phối hợp với quân đội Lào để bảo vệ vùng biên giới Việt-Lào, làm tiêu hao lực lượng Pháp ở Thượng Lào và miền Tây Bắc bộ Việt Nam. Quang Dũng giữ chức đại đội trưởng của đoàn quân Tây Tiến. Thành viên của đoàn quân Tây Tiến thì phần đông là thanh niên Hà Nội thuộc nhiều trường tầng lớp, trong đó đa phần là trí thức. Đấy, bài thơ này là có nhan đề là Tây Tiến. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái nhan đề bài thơ gợi ra những vấn đề gì. Em thấy không? Gợi về một đội quân, một đơn vị quân đội. Đó, nha, chú ý dùm cho cô nhé. À, vậy chúng ta vừa mới khái quát về tác giả Quang Dũng, về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, xuất xứ bài thơ và nhan đề bài thơ. Nào, các em khái quát lại nào, khắc sâu dùm cô nào. Nào, các em khắc sâu kỹ một tí nào. Các em khắc sâu kỹ giùm cô này. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo các em nhé. Bố cục bài thơ nào, chúng phần này á các em phải nhìn vào sách giáo khoa. Bố cục của bài thơ nó khá rõ các em. Đầu là tiên là gì? Là phải khẳng định rằng xuyên suốt bài thơ này là một nỗi nhớ. Các em nhìn giùm cô rải rác bài thơ có bao nhiêu chữ nhớ nào. Nào, câu hỏi này dành cho các em là các em chỉ cần đào qua một lần và sẽ phát hiện được là xuyên suốt bài thơ có bao nhiêu từ nhớ. Rồi, rõ ràng nỗi nhớ chính là cảm xúc chủ đạo xuyên suốt của bài thơ. Ở khổ thơ số 1 là nhớ về thiên nhiên miền Tây và những cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Cái khổ thơ thứ hai là nhớ về những kỷ niệm về tình quân dân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây. Khổ thơ thứ ba là nhớ về chân dung của người lính Tây Tiến. Và khổ thơ cuối cùng là nhớ về tinh thần người lính Tây Tiến.
với một lời thề gắn bó với Tây Tiến và miền Tây. Tôi nhắc lại, xuyên suốt bài thơ đấy là nỗi nhớ. Và ở bốn khổ thơ thì nhớ đến, là nhớ đến cái gì? Nhớ đến thiên nhiên miền Tây, cuộc hành quân ở khổ 1, kỷ niệm tình quân dân khổ 2, chân dung người lính Tây Tiến ở khổ 3, và tinh thần người lính Tây Tiến ở khổ 4. Đấy. Rồi, chúng ta tiếp tục. Như vậy phải khẳng định rằng kết cấu của bài thơ logic và mạch và của mạch hồi tưởng từ thực tại, tức là đang ngồi ở phủ Lưu Tranh đúng không các bạn, vọng về miền hoài niệm rồi để trở lại với thực tại. Chú ý cho cô cái hoàn cảnh ra đời là lúc mà sáng tác bài thơ này, Quang Dũng đã không còn ở đoàn quân Tây Tiến mà đã chuyển sang một đơn vị mới, ngồi đơn vị mới phủ Lưu Tranh, nhớ về đơn vị cũ. Cho nên kết cấu của bài thơ là mạch hồi tưởng từ thực tại, vọng về hoài niệm rồi mới trở về với thực tại. Đó là bố cục của bài thơ. Đó là bố cục bài thơ. Các em nhìn vào sách giáo khoa nào. Nhìn vào sách giáo khoa. Xem có sát với cái bố cục trong sách giáo khoa nào. Rồi, chúng ta đến cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Nào bạn nào trả lời cho cô nào. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là như thế nào? Cô có nói rồi nha. Cô có nói rồi. Ai nói được cho cô nào? Đó là nếu như là nỗi nhớ thì đó là cảm hứng lãng mạn. Trong nỗi nhớ đấy là nhớ về những cả những cuộc hành quân đầy gian khổ, có cả cảm hứng bi tráng. Như vậy chúng ta thấy là bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng có sự kết hợp của cảm hứng lãng mạn và cảm hứng bi tráng, tạo nên một cái vẻ đẹp độc đáo và đậm chất sử thi cho bài thơ. Đấy, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Cái phần mà cảm hứng lãng mạn và âm hưởng bi tráng này các bạn, ở tiết học cuối cùng thôi, tiết 3 của bài thơ Tây Tiến á, cô sẽ nói kỹ hơn về cái phần này. Có một cái đề riêng về cái cảm hứng lãng mạn và âm hưởng bi tráng này. Thế nếu như ở chỗ này các bạn nào mà chưa có hiểu lắm về cái cảm hứng lãng mạn và âm hưởng bi tráng này á, các bạn có thể tạm thời chỉ cần ghi nhớ là cảm hứng chủ đạo của bài thơ Tây Tiến là cảm hứng lãng mạn và cảm hứng bi tráng. Hai cảm hứng này kết hợp tạo nên sự độc đáo, đậm chất sử thi cho bài thơ. Còn cụ thể như thế nào chúng ta sẽ học ở tiết 3. Đấy, để làm các bạn, bây giờ các bạn cứ nắm những cái vấn đề cơ bản nhất đi. Chúng ta nắm về tác giả, chúng ta nói về xuất xứ, chúng ta nói về bố cục đi. Đó, các bạn nhé. Rồi, chúng ta bước qua phần tiếp theo. Là phần đọc hiểu văn bản. Bước vào đọc hiểu văn bản, chúng ta phải đọc bài thơ. Cô đã yêu cầu các bạn đọc trước bài thơ ở nhà, và cô chắc chắn bây giờ là sách giáo khoa cũng đang ở trước mặt các bạn. Nào, chúng ta cùng đọc lại bài thơ. Mắt nhìn vào sách giáo khoa và tai lắng nghe cô đọc nhé. Tây Tiến, Quang Dũng. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, héo hút cồn mây súng người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ. Khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Người đi trong mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc,
Quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Tây tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Phù Lưu Tranh năm 1948. Đấy, cô vừa mới đọc qua bài thơ một lần để cho các bạn nắm được toàn bộ bài thơ. Và bước vào phần đọc hiểu này, cô có lưu ý ở trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi phân tích khổ 1. Tiết học tiếp theo chúng ta phân tích khổ 2, 3, 4. Đoạn 2, 3, 4. Và ở tiết học cuối chúng ta sẽ củng cố bài học nhé các bạn nhé. Vậy chúng ta bắt đầu cùng phân tích đoạn 1. Như ở phần giới thiệu lúc nãy cô đã nói, nội dung chính của đoạn 1 là nhớ về thiên nhiên miền Tây và cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Nhớ về thiên nhiên miền Tây và cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Nào, đọc lại đoạn 1. Đọc lại đoạn 1 để nhớ bài nào các bạn. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo út cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Đó là toàn bộ nội dung của đoạn 1. Ở đoạn 1 này cô nhắc lại là nhớ về thiên nhiên vườn Tây Bắc và cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Chúng ta đến với phần A nhỏ, cảm xúc gợi nhớ Tây Tiến. Cảm xúc gợi nhớ này được xuất hiện ngay trong câu thơ đầu tiên. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Như nỗi nhớ đơn vị trào dâng, không kìm nén nổi, cho nên nhà thơ nó phải thốt lên thành tiếng gọi gì các bạn? Tây Tiến ơi. Các bạn nào liên hệ một chút nào, khi bạn nhớ không? Cái nỗi nhớ nó da diết lắm, nó mãnh liệt lắm, thì bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Ở đây cái nỗi nhớ của Quang Dũng dành cho thiên nhiên miền Tây, cái sông Mã này là ở vùng Tây Bắc. Nó mãnh liệt, nó da diết, nó cồn cào. Cho nên nhà thơ đã thúc lên thành tiếng gọi Tây Tiến ơi. Rồi trong cái câu thơ số 1 này, các em xác định nha, chúng ta có hai cái danh từ Sông Mã và Tây Tiến. Là tên đoàn quân gắn với tên Sông Mã, tức là Tây Tiến là tên đoàn quân này, Sông Mã là tên một con sông. Đấy. Và cái cách gọi này mở đưa hai cái tên riêng này ngay câu thơ mở đầu khẳng định một điều là đoàn quân ấy sẽ bất tử cùng với sông núi quê hương. Cái từ xa rồi, xa rồi đặt giữa sông Mã này và Tây Tiến tạo nên một cái khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, làm bật lên tiếng gọi tha thiết như gọi người thân yêu, gọi vào hoài niệm, gõ vào ký ức làm thức dậy biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đấy, câu thơ số 1. Câu thơ số 1. Cô dừng một chút cho các bạn khắc sâu câu thơ số 1 một tí. Câu thơ số 1 các bạn nha. Chúng ta cần phải tách riêng câu thơ số 1 ra để phân tích. Cái việc mà ở đây cô dừng lại một chút để nói một chút là trong một cái khổ thơ dài như vậy á, thì chúng ta sẽ không có một cái quy luật chung là anh phải tách mấy câu ra, mấy câu đều nhau như thế nào để mà phân tích.
mà nó thuộc vào cái gì? Nó thuộc vào cảm xúc. Có khi chỗ này tách câu số 1 ra, rồi tách câu số 2 ra, nhưng lát nữa chúng ta lại gộp 3 4 câu phân tích một lúc. Đấy, nó phụ thuộc vào cảm xúc, bạn nghe chưa? Nha. Không có một cái quy luật nào nhất định cả. Rồi, câu thơ số 2. Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Này bạn nghe nha. Ở đây có một cái điểm rất đặc biệt. Từ ơi của câu thơ số 1, Tây Tiến ơi, sẽ bất vần với từ lái chơi vơi ở câu thơ số 2. Thấy chưa? Tây Tiến ơi chơi vơi. Làm cho câu âm điệu câu thơ trở nên tha thiết, sâu lắng và bồi hồi. Vần ơi này có một cái tác dụng, đó là đọc cái vần ơi lên tạo ra một cái âm hưởng mê mang kéo dài, khiến cho nỗi nhớ càng trở nên da diết. Đấy. Đó. Cái vần ơi nha, nó có tác dụng lớn nha. Phân tích thơ là phải đi từ nghệ thuật. Chú ý cho cô nha. Cách dùng từ ngữ, cách dùng hình ảnh, cách dùng biện pháp tu từ, cách nhắc nhịp. Đấy. Phân tích thơ khác phân tích chuyện. Tôi nhắc lại, phải đi từ từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật, cách nhắc nhịp. Đó. Tiếp tục. Chúng ta chú ý câu thơ số 2 có một cái từ ngữ vô cùng độc đáo là nhớ chơi vơi. Cái từ nhớ chơi vơi này diễn tả một cái nỗi nhớ nó khó tả. Nó cứ lủng lơ, nó cứ chập chờn, nó khó lắm bắt đắp từ chơi vơi mà bạn. Nó không có hình, không có lường. Nhưng mà nó lại mênh mang đầy ắp. Cảm giác nó mơ hồ, nhưng nó lại vẽ ra trước mắt người ta trạng thái cụ thể của nỗi nhớ và nó hình tượng hóa nỗi nhớ. Đấy, đó là từ nhớ chơi vơi. Từ nhớ chơi vơi. Đó, các bạn phân tích kỹ bây giờ. Đó, cô đang đi phân tích là cái từ ngữ như vậy đấy. Và rõ ràng câu thơ số 1 và câu thơ số 2, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Hai câu thơ mở đầu này đã khơi nguồn và làm cho cái ký ức lần lượt hiện về. Và chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu những cái ký ức, những cái mảng ký ức nhỏ trong cái ký ức chung khi nhớ về Tây Tiến của Quang Dũng. Mà ký ức đầu tiên là nhớ về vùng thiên nhiên Tây miền Tây. Đó là một thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội và hoang dã. Tại sao lại khẳng định đó là thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội và hoang dã? Tại sao các bạn? Đọc những câu thơ tiếp theo. Đọc những câu thơ tiếp theo các bạn nhìn vào sách giáo khoa. Sài cao xương lấp đoàn quân mỏi. Sương nhé. Sương, các bạn biết sương mà ở miền miền cao, vùng núi cao, khiến đàn quân mỏi. Hoa về trong đêm hơi. Nhưng phải nói rằng thiên nhiên hùng vĩ dữ dội và hoang dã nhất đấy các em, là các em phải chú ý vào bốn câu thơ này. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Ở trong những cái câu thơ này, tác giả đã sử dụng những từ ngữ giàu giá trị tạo hình. Chúng ta có từ khúc khuỷu, từ thăm thẳm, từ cồn mây, từ súng người trời và cả câu thơ ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Những cái từ ngữ này kết hợp với nhau đã diễn tả thật đắc địa sự hiểm trở, trùng điệp và độ cao ngất trời của núi đồi Tây miền Tây. Chúng ta chú ý tiếp theo, nhịp thơ. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Nhịp thơ 4-3. Như bẻ đôi câu thơ, tạo thành giao điểm rạch ròi hai hướng lên xuống của vô vàn con dốc.
Dốc núi vút lên rồi đổ xuống gần như thẳng đứng. Nhìn lên cao chót vót, nhìn xuống thì sâu thẳm. Đấy. Tôi dừng để cho các bạn kịp đọc những cái từ mà tôi đang, những cái câu chữ mà tôi đang hiện trên màn hình. Tôi nhắc lại là sau hai các câu thơ đầu khơi mạch chủ đạo cho cả bài thơ thì bắt đầu những câu thơ tiếp theo nỗi nhớ được cụ thể dần. Nếu như hai câu thơ Sài cao xương lấp đoàn quân mỏi mường lát hoa về trong đêm hơi là gợi lại hình ảnh đoàn quân hành quân trong đêm, lát nữa tôi sẽ bàn kỹ hơn hai câu thơ này. Thì tôi đang đến với những câu thơ diễn tả cái đắc địa của địa hình nơi đây. Việc sử dụng từ láy này, rồi nhịp thơ 4-3. Đấy. Nhịp thơ 4-3. Rồi các bạn thấy còn gì nữa nào? Phép đối. Phép đối. Đối chỗ nào các bạn? Đối chỗ nào các bạn? Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Rồi các bạn thấy là những câu thơ nhiều vần chắc, đọc lên thì nghe cảm giác rất là vất vả, nhọc nhằn. Rồi những câu thơ tiếp theo này cũng thể hiện sự hùng vĩ, dữ dội và hoang dã. Đó là gì? Đó là chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Cái âm thanh gầm thét kết hợp với tính từ oai linh rất mạnh, gợi đặt trong bối cảnh không gian núi rừng lúc chiều tối, làm cho thác nước có sức mạnh linh thiêng, huyền bí. Cái dữ dội của thiên nhiên được đẩy đến cực độ. Bạn đọc kỹ chỗ này một tí. Tôi đang nhấn mạnh, tôi nhắc lại, tôi đang nhấn mạnh về cái thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội và hoang dã của núi rừng Tây Bắc. Đây chính là cái thiên nhiên địa hình mà người lính Tây Tiến đã phải đối mặt. Bạn đọc thật kỹ cho cô cái phần cô phân tích. Rồi, chúng ta đi tiếp theo. Chúng ta phân tích kỹ hai tiếng mường hịch ở trong câu thơ vừa rồi. Hai tiếng mường hịch đọc lên như lờn vờn tiếng chân cọp vừa lướt qua. Tiếng gầm của núi rừng và tiếng gầm của chúa Sơn Lâm cùng lúc đã chứng tỏ sự ai linh tuyệt đối dữ dội của mình. Nó không chỉ được mở rộng ra ở chiều không gian, mà còn khám phá ở chiều thời gian, chiều chiều đêm đông. Và nó luôn là mối đe dọa khủng khiếp với con người, mà cụ thể ở đây là những người lính Tây Tiến. Cụ thể ở đây là những người lính Tây Tiến. Cái nét vẽ về thiên nhiên vùng Tây Bắc thì thật là gân guốc, mạnh mẽ, khỏe khoắn, tạo ra một bức tranh hoành tráng, diễn tả rất đạt sự hiểm trở và dữ dội, hoang vu và heo hút của núi rừng miền Tây. Các em đọc lại để đưa ra cái nhận xét. Vậy bốn cái câu thơ mà được đánh giá là bốn trong câu thơ hay nhất khi miêu tả thiên nhiên ở trong bài thơ Tây Tiến. Đó là bốn câu thơ: dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha lung mưa xa khơi. Nếu ba câu thơ đầu được vẽ bằng những nét gân guốc rất là nhiều thanh chắc, thì đến câu thứ tư được vẽ bằng nét rất là mềm mại, toàn thanh bằng. Quy luật này giống như cách sử dụng những gam màu trong hội họa. Giữa gam màu nóng, tác giả sử dụng gam màu lạnh để làm dịu cả câu thơ.
Kem, nếu như chúng ta vừa mới tìm hiểu một cái thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội và hoang dã trong khổ một, thì ở trong cái khổ một này cũng xuất hiện vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình. Vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình ấy được thể hiện qua một bức tranh sương khói mơ màng, hoa đưa hương trong đêm, mường lát hoa về trong đêm hơi, hay là một bức tranh đầy sức gợi cảm, nhà ai pha lu mưa xa khơi, vẽ nên một bức tranh mịn màng, mờ ảo, đầy quyến rũ. Chúng ta thấy những cái tên đất, những cái tên vùng đất Mường Lát, Mường Thạch, Pha Luông nghe rất là lạ tai, bởi vì đó thuộc vùng cao của Tổ quốc, nhưng mà lại giàu tính tạo hình vô cùng. Những câu thơ mà toàn vần chắc ở trong cái đoạn này thì sẽ như thế nào? Thì sẽ đọc lên nghe sự rõ sự vất vả nhọc nhằn, nhưng ngay lập tức được xoa dịu bằng những câu thơ nhiều vần bằng. Sự phối hợp ăn ý này đã hiện lên một thế giới khác thường, vừa đa dạng vừa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Đấy, chú ý dùm cho cô nhé. Có hai cái ý chính lớn như vậy là chúng ta thấy là vừa có một cái thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ hiểm trở, bên cạnh đấy là có cả vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình. Chúng ta tiếp tục. Ở trong đoạn một này, tác giả Quang Dũng cũng nhớ về đoàn quân Tây Tiến với những cuộc hành quân. Dấu chân của họ đến những vùng đất xa lạ. Thành viên của đoàn quân Tây Tiến em nhớ là ai không? Là thanh niên Hà Nội. Mà phần lớn là ai các bạn? Trí thức. Dấu chân của họ đến những vùng đất xa lạ, gợi lên cái gian khổ, vất vả và nhọc nhằn. Họ phải đối mặt này với cơn mưa rừng, với đêm sương lấp dày, thác gầm cọp rừng sâu đe dọa. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Dãi dầu là sự gian khổ, không bước nữa ở đây là cái giảng nói tránh về sự hy sinh. Gục lên súng mũ, gục lên trên đường hành quân, giữa trận đánh, súng còn cầm trên tay, mũ còn đội trên đầu, bỏ quên đời là một cái hành động coi thường cái chết. Như vậy, trên cái bước đường hành quân, sự hy sinh là không tránh khỏi. Nhưng cái cách mà Quang Dũng thể hiện lại khiến cho chúng ta có những cảm tạo, khiến cho chúng ta có một cái cảm hứng bi tráng, khiến chúng ta cảm nhận được cái cảm hứng bi tráng. Họ đối mặt với sự khó khăn gian khổ, coi thường sự khó khăn gian khổ đấy, và thậm chí coi thường cái chết. Mấy ai mà miêu tả về sự hy sinh một cách nhẹ nhàng như vậy? Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Có cái tích nhẹ tựa lông hồng. Rõ ràng ở trong đoạn này, tác giả đã miêu tả rất là chân thực về sự vất vả và hy sinh của người lính, không hề né tránh hay che giấu. Nhưng cái vấn đề tôi muốn các bạn lưu ý ở đây là gì? Dù miêu tả sự khó khăn, sự gian khổ và cả sự hy sinh, nhưng mà trên cái nền đấy chúng ta thấy hình ảnh người lính Tây Tiến thế nào? Có bị ủy mị đi không? Trình thượng không, mà lại càng thế nào? Cao đẹp hơn. Nói cái gian khổ đây để đề cao chiến thắng, nói cái hy sinh để nâng hình ảnh người lính lên tầm cao mới của thời đại, đấy chính là tài năng của Quang Dũng. Và chính điều này làm cho bài thơ Tây Tiến, một trong những bài thơ nổi bật của thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trong một cái vườn thơ ca viết về người lính rất là nhiều, bài thơ Tây Tiến vẫn có chỗ đứng riêng, chính là ở chỗ này. Nói cái vất vả, nói cái gian khổ, nhưng từ cái vất vả, cái gian khổ đấy, chúng ta thêm trân trọng, chúng ta thấy càng vẻ đẹp của người lính Tây Tiến càng tỏa sáng hơn. Hình ảnh người lính Tây Tiến hiện ra với tư thế súng ngửi trời rất hồn nhiên và tiếu táo. Tức là bên cạnh cái gian khổ, cái tinh thần của những người lính, cái sự lạc quan, cái sự tinh nghịch, bởi vì thanh niên, thành viên của đoàn quân Tây Tiến chủ yếu là thanh niên, mà thanh niên thì bao giờ cũng sẽ có nét tinh nghịch hồn nhiên đúng không các bạn? Đó, cái cách miêu tả súng ngửi trời này, ngang tàng, tinh nghịch, đậm chất lính tráng. Người lính nối kết giữa đất và trời, dáng hình người lính hiên ngang, cao lớn, hùng vĩ. Ý thơ khắc tạc hình ảnh người lính vào không gian của đất trời. Đấy, như vậy chúng ta thấy là gì? Trong cái đoạn số 1 đấy chúng ta nói được cái gì? Một cái sự
hùng vĩ, dữ dội, hoang dã của thiên nhiên, nhưng chúng ta cũng lấy được cái sự thơ mộng và trữ tình qua những cái câu thơ mở đầu khái quát về, mở ra cái cảm hứng chung là nỗi nhớ, thì từng mảng ký ức một hiện về, nhớ về thiên nhiên. Thiên nhiên ấy có hùng vĩ hoang sơ nhưng cũng có lãng mạn, trữ tình, nhớ về những cuộc hành quân và nhớ về cả sự hy sinh của những người đồng đội năm xưa. Những người lính trong đoàn quân Tây Tiến hiện ra mức vẻ đẹp hào hùng, dũng cảm, giàu ý chí, lại vừa hào hoa lãng mạn, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Chúng ta phân tích hai câu thơ cuối. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Hai câu thơ cuối là vẻ đẹp của tình quân dân, gợi ra cuộc sống yên bình sau những ngày vất vả hy sinh. Hình ảnh cơm lên khói này, hình ảnh thơm nếp xôi, đấy là những hương vị đặc trưng của miền Tây, tượng trưng cho sự gắn kết của tình quân dân, sự gắn bó thủy chung của đồng bào Tây Bắc với bộ đội kháng chiến. Cái cách gọi rất là đặc biệt, Mai Châu mùa em nhé các bạn, thơm nếp xôi. Cái từ mùa em là cách dùng từ rất là táo bạo, tinh nghịch, vừa vào tình tứ và biểu cảm. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Cảnh tượng hiện lên qua những câu thơ thì thật là đầm ấm. Như vậy, qua việc hình thành kiến thức của đoạn số 1 trong bài thơ Tây Tiến, chúng ta thấy tác giả lấy cái gian khổ ác liệt của chiến trường để tô đậm, ngợi ca và khẳng định bản lĩnh phi thường, ý chí của người chiến sĩ Việt Nam trong đoàn quân Tây Tiến. Từ cái phần phân tích này, cô đưa ra một bài tập để các em làm và gửi về cho giáo viên của mình. Các em hãy làm một cảm nhận về khổ đầu bài thơ Tây Tiến. Các em sẽ có một cái câu hỏi là cô ơi, viết thành bài văn hay sao? Em ơi, cảm nhận về khổ đầu bài thơ Tây Tiến, viết một bài văn hoàn chỉnh cho cô để các cô sửa xem các em còn cái gì mà chưa nắm được qua cái bài phân tích này. Đó, và cũng là luyện kỹ năng viết văn. Như vậy qua cái bài học này, cô giảng về tác giả Quang Dũng, về những cái vấn đề cơ bản của bài thơ Tây Tiến, về xuất xứ, về nhan đề, về cảm hứng. Cô đi hai những cái nội dung chính của khổ một về thiên nhiên, về thiên nhiên, về hoang dã, rồi về cả những cuộc hành quân, rồi phải tình quân dân, thì cô kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Tiết học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn 2, 3, 4 bài thơ Tây Tiến. Các em hãy cố gắng họ đọc kỹ bài, ghi kỹ bài, học bài. Nếu có vấn đề nào không hiểu, hãy hỏi ngay giáo viên của mình. Cô kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Cô chào các em. Chúc các em sức khỏe.